Limosa. Xin chào các bạn, lại là Limosa đây. Trong video này, Limosa sẽ gửi tới các bạn hướng dẫn chi tiết cách sử dụng đi kèm với một số lưu ý khi dùng máy giặt cửa trước khi tai chi. Hãy cùng Limosa tìm hiểu sản phẩm ngay bây giờ nhé, bắt đầu thôi nào. Cấu tạo của bảng điều khiển máy giặt sấy Hitachi cửa trước. Bảng điều khiển của máy giặt này là một màn hình cảm ứng với các ký hiệu chú thích đơn giản, dễ hiểu và được chia ra thành 4 khu vực gồm 1. Nút nguồn, 2. Màn hình hiển thị, 3. Chương trình giặt được chia ra làm 2 phần gồm chương trình giặt bình thường và chương trình giặt đặc biệt, 4. Các chương trình tùy chỉnh khác. Thao tác giặt cơ bản của máy giặt sấy Hitachi cửa trước. 1. Bỏ quần áo vào lòng giặt và đóng cửa. 2. Cắm điện và bật nút power. 3. Chọn chương trình giặt phù hợp với loại quần áo và độ bẩn. 4. Chọn chế độ giặt như tốc độ vắt, nhiệt độ nước và thời gian giặt theo ý muốn nếu cần. 5. Nhấn nút Start để bắt đầu giặt. Sau khi giặt xong, mở cửa và lấy quần áo ra. Các chương trình giặt có trên bảng điều khiển của máy giặt sấy Hitachi cửa trước có tất cả 14 chương trình được chia ra làm 2 phần. Đầu tiên là các chương trình giặt bình thường, có tất cả 8 chương trình giặt gồm 1. Giặt bằng khí nóng, giặt quần áo bằng hơi nước ở nhiều mức nhiệt, từ 30 độ C đến 90 độ C, giúp khử mùi, diệt khuẩn, giảm nếp nhăn và bảo vệ sợi vải. 2. Vải cô tông, giặt các loại quần áo làm từ vải cô tông như áo sơ mi, quần jean, khăn trải bàn, với thời gian giặt khoảng 2 giờ 15 phút. 3. Vải mỏng, giặt các loại quần áo làm từ vải mỏng như lụa, ren, voan, với thời gian giặt khoảng 1 giờ 30 phút. 4. Chăn mềm, giặt các loại chăn, mền, ga, gối, nệm với thời gian giặt khoảng 2 giờ 30 phút. 5. Giặt vệ sinh 60 độ C, giặt quần áo bằng nước nóng 60 độ C để diệt khuẩn, virus và khử mùi, phù hợp cho các loại vải bông, hỗn hợp và lụa. 6. Giặt nhanh 15 phút, giặt quần áo ít bẩn với thời gian giặt chỉ 15 phút, phù hợp cho các loại vải nhẹ như lụa, ren, quan. 7. Vết bẩn khó giặt, giặt quần áo rất bẩn với chế độ ngâm và giặt mạnh, phù hợp cho các loại vải bền như cô tông, denim, vải thô. 8. Giặt ít nhăn, giặt quần áo với chế độ vắt nhẹ để giảm nếp nhăn, phù hợp cho các loại vải như cô tông, len, polyester, viscose. Tiếp theo là các chương trình đặc biệt. Có tất cả 6 chương trình giặt gồm 1. Đồ em bé, giặt các loại quần áo dành cho trẻ em với chế độ giặt nhẹ nhàng, an toàn cho da bé với thời gian giặt khoảng 1 giờ 45 phút. 2. Giặt 38 phút, giặt quần áo vừa bẩn với thời gian giặt 38 phút, phù hợp cho các loại vải bình thường như cô tông, polyester, denim. 3. Vắt khô quần áo với tốc độ vắt tối đa 1.600 vòng trên phút, phù hợp cho các trường hợp bạn muốn vắt khô quần áo sau khi giặt bằng tay hoặc giặt bằng máy. 4. Giặt êm, giặt quần áo với chế độ vận hành êm ái, giảm tiếng ồn và rung động, phù hợp cho việc giặt vào ban đêm hoặc khi có người nghỉ ngơi. 5. Vệ sinh lòng giặt, vệ sinh lòng giặt bằng nước nóng và bột giặt để loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn, nấm mốc tích tụ trong lòng giặt nên thực hiện ít nhất một lần mỗi tháng. 6. Xả vắt, xả nước và vắt khô quần áo, phù hợp cho các trường hợp bạn muốn xả nước sau khi giặt bằng máy hoặc giặt bằng tay. Các chế độ giặt khác có trên bảng điều khiển máy giặt sấy Hitachi cửa trước có 10 chế độ giặt khác gồm 1. Chế độ hẹn giờ, cho phép bạn hẹn giờ giặt từ 1 đến 24 giờ, tiện lợi cho việc giặt vào thời gian mong muốn. 2. Chế độ giặt sơ, dùng để giặt đồ bẩn nhiều trước, sau đó thêm đồ giặt thường để giặt tất cả cùng lúc. 3. Chế độ khóa trẻ em, cho phép bạn khóa bảng điều khiển để tránh trẻ em vô tình thay đổi chương trình giặt hoặc gây nguy hiểm cho bản thân. Ấn giữ nút giặt sơ 3 giây để kích hoạt chế độ. 4. Chế độ giặt kỹ, dùng để giặt đồ bẩn nặng. 5. Chế độ số lần xả, cho phép chọn số lần xả nước trong quá trình giặt, giúp kiểm soát lượng nước sử dụng và đạt được mức độ xả phù hợp. 6. Chế độ giữ xả, cho phép tăng thời lượng xả và bắt lâu hơn, nhờ đó mà quần áo sau khi giặt giữ hương tốt hơn. Ấn giữ nút số lần xả 3 giây để kích hoạt chế độ. 7. Chế độ vắt, cho phép điều chỉnh cấp độ vắt của máy giặt, tùy thuộc vào loại vật liệu và mong muốn của bạn. 8. Chế độ nhiệt độ nước, cho phép bạn chọn nhiệt độ nước phù hợp với loại quần áo và mức độ bẩn. 9. Chế độ tự làm sạch lòng giặt, giúp làm sạch lòng giặt sau mỗi lần sử dụng, giữ cho máy giặt luôn sạch sẽ và hiệu quả. 10. Chế độ ghi nhớ, cho phép thể lưu trữ các cài đặt bạn thường xuyên sử dụng, giúp tiết kiệm thời gian khi cần thiết lặp lại chúng. Với các hướng dẫn sử dụng máy giặt cửa trước khi tai chi, Limosa hy vọng rằng bạn sẽ có thêm kinh nghiệm hữu ích để có thể sử dụng máy giặt dễ dàng nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể tham khảo những video khác của Limosa. Bạn có thể click vào đường link dưới phần mô tả nhé. Hãy theo dõi Limosa để biết thêm nhiều thông tin bổ ích. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc nào, hãy để lại câu hỏi dưới phần bình luận. Limosa sẽ giải đáp hết mọi thắc mắc mà đang gặp phải nhé.